hơi bậy nhưng mà rất là vui. Cái có cái ở California có hai mẹ con, bà mẹ thì năm mươi mấy, rồi đứa gái hai mươi mấy đi lập gia đình ở tiểu bang California, ở tiểu bang Florida. Thì bà nhớ con gái mà lập gia đình cả một hai năm rồi, cho nên bà lấy vé máy bay đi Florida thăm con gái. 6 giờ chiều là nó sắp tối rồi đó, thì xuống Florida vào phi trường gõ cửa nhà anh gái, cốc cốc cốc, thì đứa anh gái mở cửa ra không mặc cái gì hết. Cái bà mẹ mới nói con ăn mặc cái kiểu gì kỳ vậy. Cái cô con gái mới nói con mặc bộ quần áo tình yêu, tức là không có mặc cái gì hết mà bộ quần áo tình yêu. Nói mặc bộ quần áo em là để đón mẹ hả? Không, mẹ là đến bất ngờ, nhưng mà con nghĩ là con đón một chồng con. Khi nó về đây nó thấy con ăn mặc bộ quần áo tình yêu, nó không có bỏ đi, nó đi ôm nữa, nó không có đi uống cà phê ôm nữa. Thế thì bà mẹ nghe có lý đó, con cũng có lý. Thế thì một tuần sau bà về Cali, 6 giờ bà cũng mặc bộ quần áo tình yêu để đón ông chồng bà về. Thì ông 60 mấy rồi, bà 50 mấy. Khi mở cửa, ông chồng gõ cửa mở cửa, thì bà vợ, ông nhìn thấy bà vợ, nói bà làm cái gì vậy? Nói tôi mặc bộ quần áo tình yêu để đón ông về. Và ông chồng 60 mấy tuổi, ông thông minh lắm, ông mới khen bà, hình như bà quên ủi đó. Đó là câu chuyện tầm bậy bà, nhưng mà bà quên ủi, tức là bà cũng 50 mấy rồi, bà quên ủi đồ, phải chặt ủi, bố quên áo tình yêu của bà. Và bây giờ tôi xin phép để đố quý vị một số câu đố bằng tiếng Việt nha. Tiếng Việt hay lắm. Tiếng Việt và tiếng Mỹ ngang ngửa với nhau. Ví dụ tiếng Việt đó, cái người đàn ông gọi cái người mà yêu của mình là baby, cưng ơi đó, honey. Đó là tiếng Mỹ, mình ơi, rồi cưng ơi, rồi em ơi. Đó là tiếng Việt, tiếng Mỹ nó cũng tương đương. Baby, rồi honey, rồi sugar, rồi cookie. Đó, người đàn ông gọi người phụ nữ bằng tiếng Mỹ. Tại tôi dạy quốc tịch Mỹ cho nên tôi rành ba cái mấy cái chữ này đó. Thế thì, nhưng mà có một câu hỏi quý vị phải trả lời nhé. Tại sao người đàn ông Mỹ gọi người phụ nữ là honey, là mật? Tiếng Việt á, mật mình đâu có ăn được, đúng không? Mật, đó, quý vị phải tự trả lời nha. Không, mật không có ăn, mật phải you gotta lick, mật được. Rồi bây giờ câu đố thứ nhì, nếu hai người đàn ông mà không có mặc quần áo mà ngồi trên tảng đá thì tiếng Việt nó có cái câu nói như sau: trứng chọi đá, đúng không? Hai người đàn ông không mặc quần áo mà ngồi trên tảng đá là trứng chọi đá. Và hai người đàn ông không mặc quần áo mà cõng nhau thì gọi là gì? Gậy ông đập lưng ông, đúng không? Bây giờ tới phiên quý bà, nếu mà hai bà cõng nhau thì gọi là gì? Lá lành đùm lá rách. Mà hai bà cù cõng nhau thì gọi là gì? Lá rách đùm lá tả tơi. Nhưng mà mấy bà mà không có mặc quần áo mà nhảy xuống biển tắm thì gọi là gì? Chim sa cá lặn. Đó là mấy câu đố tầm bậy tầm bạ. Rồi cho tôi nói thêm một câu chuyện nữa rồi tôi anh tiếng nha, đủ 5 phút rồi đó. Tự nhiên quên rồi anh tiếng rồi, thôi anh lên sân khấu đi.
Dạ kính thưa quý